đặc sản nhãn Hưng Yên mất mùa, giá rẻ hơn rau. Thành phố Hưng Yên vốn là thủ phủ của nhãn lồng tiến vua với hơn 1.000 ha tập trung nhiều ở các xã, phường như Hồng Nam, Quảng Châu, Phương Triều, Tân Hưng, Hoàng Hành, Lam Sơn. Không ít hợp tác xã và các hộ dân đều cho hay chưa bao giờ nhãn mất mùa và thất thu lớn như năm nay. Riêng tại xã Hồng Nam, vùng trồng nhãn ngon nổi tiếng của tỉnh, phần lớn vườn nhãn chỉ đạt từ 30 đến 40% năng suất. Ông Đặng Văn Xây, giám đốc hợp tác xã Nhãn Lồng Hồng Nam cho biết, lượng quả ở nhiều vườn trung bình chỉ đạt 1 phần 3, dù rất sai hoa nhưng sau khi đậu quả bị rụng nhãn. Theo bà Trần Thị Bắc, hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, các năm trước với 15 ha nhãn Việt Gáp, hợp tác xã thu được 300 tấn, thì năm nay chỉ được khoảng 100 tấn quả. Tương tự, tại hợp tác xã Quảng Châu, năm ngoái tỷ lệ đậu quả đạt 80% cho sản lượng 4.000 tấn, năm nay chỉ được 40% với 1.400 tấn, giảm hơn một nửa. Các chủ vườn ở thành phố Hưng Yên nhận xét, riêng nhãn cổ quý ngon, dạng đường phèn thì phần lớn là mất mùa, bởi đây là giống khó tính, năm ăn quả, năm trả cành là chuyện bình thường. Một cán bộ ngành nông nghiệp cho rằng gia đình có vườn nhãn ngon ở huyện Tiên Lữ, các năm trước thu hai đến 3 tấn, năm nay nhãn chưa cành, khi thuê người dọn vườn, nhặt cây mà mãi không được nổi một tạ. Theo các hộ trồng nhãn ở Hưng Yên, thông thường nhãn ngon có giá trung bình từ 35 đến 60 000 đồng một kg, nhãn đại trà từ 15 đến 30 000 đồng 1 kg, nhãn làm long từ 10 đến 12 000 đồng 1 kg. Đầu vụ năm nay, nhãn trà sớm vẫn may mắn giữ giá như vụ trước. Tuy nhiên, khi vào thời điểm chính vụ, giá nhãn tụt giảm 30 đến 50% vẫn rất khó bán. Cụ thể, nhãn ngon chỉ từ 20 đến 35 000 đồng, nhãn đại trà từ 12 đến 18 000 đồng 1 kg và nhãn làm long chỉ từ 6 đến 9 000 đồng 1 kg thậm chí ở các huyện Khói Châu, Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, Tiền Lữ, có lúc chỉ 3-5.000 đồng một kg mà vẫn ế ẩm. Nhiều nơi giá nhãn giảm sâu, bà con phải đưa vào lò sấy long. Hàng loạt lò sấy được mở thêm hoạt động hết công suất, ngày đêm đỏ lửa, nhà nhà tất bật bóc nhãn xoáy long vẫn không xuể.